Lưu ý, video chứa đựng quan điểm cá nhân về thị trường và tiêu chuẩn riêng về cổ phiếu. Vui lòng cân nhắc trước khi áp dụng. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Chào các bạn, đây là bản tin nhận định thị trường chứng khoán cho cái tuần cuối của tháng 9 năm 2022. Tức là đã cuối quý 3 rồi. Chúng ta chỉ còn một quý nữa là kết thúc năm nay. Năm nay có lẽ là năm không được thuận lợi cho lắm đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều sự kiện trong khoảng 2 năm nay, và đặc biệt đối với những cái nhà đầu tư mới thì chúng ta đã có thể nói là đã qua được những cái vòng quay rất là lớn của thị trường. Và hiện nay thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Khi mà cái Covid nó xảy ra, thị trường chứng khoán nó lao dốc, thì có thể nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng đấy là cái dấu chấm hết cho thị trường. Và khi mà thị trường lao dốc như vậy, một cách lúc đấy thì thị trường nó không giảm mà từ từ chậm chạp như bây giờ, mà nó giảm rất nhanh, rất mạnh đấy. Và lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là thị trường nhiều khả năng là sẽ vào một cái đợt downtrend lớn. Nhưng mà sau đó thì là thị trường đã phục hồi và tăng điểm trong vòng khoảng 2 năm. Đấy. Vâng, nhưng mà khi mà cái Covid đi qua thì khi mà mọi thứ dần quay trở lại ổn định, khi mà có vẻ là kinh tế đang phục hồi trở lại, thì cái thị trường chứng khoán nó lại gặp khó khăn. Đấy. Một cái tôi đang muốn nói rằng là cả trong ngắn hạn, cả trong dài hạn thì cái việc mà dự đoán cái hướng đi tiếp theo của thị trường ấy nó đều khó khăn đấy, và đôi khi là chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không thể dự đoán được đấy. Tôi thì tôi thừa nhận cái điều đó lâu lắm rồi đấy, và tôi đã cố gắng tìm ra cái phương pháp khác để vẫn có thể kiếm tiền được từ thị trường chứng khoán này mà không cần phải dự đoán nó cả về ngắn hạn cả về dài hạn. Ngắn hạn thì trong cái tuần qua chúng ta cũng có một cái bài học khá là rõ. Trước đó khi mà Fed nâng lãi suất ấy thì thị trường sau ngay sau khi mà thị trường ngay sau khi mà Fed tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán nó phục hồi. Đấy, các bạn có thể xem những cái đợt tăng lãi suất từ trước đó. Nhưng mà trong cái tuần vừa qua thì nó lại khác. Đấy, nó khác ở chỗ là khi mà Fed nó tăng lãi suất thì thị trường Dow Jones nó chỉ nhích lên một tí thôi, sau đó nó lại cắm đầu xuống. Đấy, còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngay buổi sáng đã mở một cái gap rất là lớn giảm xuống. Đấy, phiên chiều nó phục hồi. Đấy, khi mà nhưng mà khi phiên chiều nó phục hồi thì nhiều nhiều ông lại bảo là đấy, tôi đã bảo là sau khi tin xấu nó ra thì thị trường kiểu gì nó cũng phục hồi mà. Đấy, nhưng mà nếu mà thực sự là những cái nhà đầu tư họ nghe theo lời khuyên rằng là cái tin xấu nó có Fed thông báo ấy, và thị trường chứng khoán nó phục hồi ấy, thì nhiều khả năng họ đã bán mất ở trong cái phiên buổi sáng rồi. Đấy, còn nếu không bán ấy, thì nó sẽ là rất là nguy hiểm. Chứ còn khi mà mọi thứ nó xảy ra rồi thì nói lại nó rất là dễ. Hiện nay thì thị trường chứng khoán ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng hiện nay khá là xấu. Đấy, cả thế giới cũng vậy. Dow Jones thì thủng đáy rồi. Đấy, chúng ta chuyển sang xem Dow Jones đi. Vàng cũng thủng đáy luôn. Đấy, Dow Jones một màu đỏ. Đấy, đây là cái đáy hồi tháng 6. Sau đó Dow Jones có một nhịp phục hồi lên khoảng trung bình đường trung bình 200 ngày. Đấy, các bạn thấy rằng là đôi khi là sử dụng những cái đường này nó sẽ có những cái lúc mà nó rất là nhạy. Đấy, có những cái lúc mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không nhạy. Đấy, nhưng mà các bạn nên sử dụng quen một vài cái đường cố định nó và tuân theo cái nguyên tắc. Đấy, ví dụ như là đấy, coi những cái vùng đường trung bình 50 ngày hoặc 200 ngày nó là những cái vùng kháng cự. Các bạn có thể sử dụng cái đường 99 ngày hoặc là 101 ngày đấy, hoặc là 201 ngày cũng được, cũng không sao cả. Đấy, quan trọng là chúng ta là đừng nên liên tục thay đổi. Cái việc thay đổi nó không ý nghĩa gì cả đấy, mà các bạn quan trọng là các bạn hiểu cái bản chất chúng ta đang làm gì, sử dụng cái gì và sử dụng cho nó nhuần nhuyễn, cho nó tốt. Đấy, chứ còn chúng ta cứ liên tục thay đổi những cái chỉ số của những cái đường chỉ báo, ví dụ MA hoặc MACD hay là RSI đấy, thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Và các bạn luôn luôn gọi là chạy theo sau thị trường chứ không thể nào đón đầu được thị trường đâu. Tôi thì cố gắng là không chạy theo thị trường, cũng không đón đầu thị trường. Tôi cố gắng gọi là giao dịch tại cái thời điểm hiện tại, tức là công bằng nhất đối với cái góc nhìn thị trường hiện tại.
giao dịch tại cái thời điểm mà nó đang diễn ra ấy, nó đang giảm thì tôi nhận định rằng là nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục giảm, còn nếu nó đang tăng thì tôi cho rằng là cái xu hướng tăng nó vẫn sẽ tiếp diễn cho tới khi có những cái dấu hiệu nó đảo chiều. Hiện nay chúng ta phải thừa nhận với nhau đó là Dow Jones nó giảm giá thủng đáy đấy, mặc dù là có một cái chút gọi là rút chân ở đây nhưng mà nó không thể nào gọi là tạo ra một cái xu hướng phục hồi. Xin lỗi, có thể nó vẫn có thể tạo ra một cái xu hướng phục hồi trong trong những cái phiên tới đấy. Nhưng mà cái xác suất đấy nó là thấp đấy, và cái xác suất nó điều chỉnh nó giảm giá tiếp theo nó là lớn hơn đấy. Tôi vẫn khuyên những khách hàng và nhà đầu tư của tôi rằng là quý anh chị các bạn nhà đầu tư thì chúng ta nên nhìn nhận thị trường chứng khoán theo những cái giai đoạn và những cái khoảng thời gian nó dài ra đấy. Chúng ta đừng nên gọi là zoom vào một cái nến như thế này đấy, và cho rằng là hôm trước là nó có một cái nến rút chân như thế này thì nhiều khả năng là thị trường đáy ở đây rồi và sẽ phục hồi lên. Tất nhiên là cũng có những trường hợp nó sẽ diễn ra như thế đấy, nhưng mà cái xác suất đấy nó sẽ thấp đấy. Chúng ta nên nhìn nhận một cái khoảng dài ra. Ví dụ hôm trước đây tôi thấy rằng là đây nó tạo một cái đáy đấy và nó thủng cái đáy. Tuần trước chúng ta thấy rằng nó thủng cái đáy này đúng không ạ? Đấy, tuần trước các bạn có thể xem lại video. Tuần trước chúng ta thấy rằng trước nữa chúng ta thấy rằng nó tạo cái đáy ở đây. Đấy thì nó vẫn cao hơn cái đáy này thì vẫn còn chút gọi là cơ hội. Đấy, nhưng mà lên trên đây rồi lại điều chỉnh xuống rồi thủng luôn cái đáy này. Đấy, thì cái đoạn này này, cái đoạn từ cái mức trung bình giá 200 ngày này đấy giảm xuống đây. Đấy là một cái đoạn gọi là downtrend giảm giá và chúng ta nên thừa nhận nó. Nói chung là hiện nay chúng ta đã không có cái sự hỗ trợ từ bên ngoài, không có cái hỗ trợ từ thằng Dow Jones mà thậm chí nó còn khiến cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta nó trở nên tiêu cực hơn. Đấy, nhưng mà cái quan trọng đó là thị trường chứng khoán VN Index của chúng ta hiện nay nó không đủ khỏe, không đủ mạnh. Nếu nó đủ khỏe, đủ mạnh thì nó có thể lấn át những cái thông tin như thế này. Đấy, nhưng mà hiện nay cả thế giới đều đang tăng lãi suất, đấy, cả thế giới đều lo ngại là cái việc lạm phát đấy, và phải kìm hãm cái việc phát triển kinh tế lại. Điều này thì khiến cho cái việc là thị trường chứng khoán nó không thể nào mà tăng giá được. Ok. Hôm nay nói chung là chúng ta đang phải thừa nhận rằng là thị trường nó đang ở trong một cái diễn biến nó tương đối xấu như vậy, và kể cả những cái loại hàng hóa này nó cũng thể hiện ra mặt cái điều đó. Tức là hiện nay chúng ta rất là khó để có thể đầu tư vào cái sản phẩm nào, trừ cái sản phẩm mà tôi cho rằng có cái xu hướng tăng giá rõ ràng nhất hiện nay thì chắc là cái sản phẩm đồng đô la, đô la Mỹ. Đây, dầu trong cái tuần vừa qua thì trong cái phiên ngày cuối tuần thì cũng tiếp tục theo cái xu hướng giảm giá đấy các bạn, thấy không? Mặc dù có những cái phiên, có những cái nhịp, đây là gọi là những cái nhịp phục hồi, những cái nhịp bull trong cái downtrend, bull trong cái xu hướng giảm giá, hoặc là những cái nhịp tăng giá này nó cũng có những nhịp bear, những cái nhịp điều chỉnh. Đấy. Những cái điều đó nó không khiến cho cái xu hướng nó chưa thể là đảo ngược lại cái xu hướng trước đó được. Cái xu hướng giảm giá nó vẫn tiếp diễn, giá dầu vẫn giảm thủng đáy trong cái phiên cuối tuần vừa qua. Đấy. Với cái việc giá dầu giảm như thế này thì những cái con cổ phiếu dầu khí nó rất là khó để có thể ngóc lên được, tăng giá được. Không kể là trong một cái bối cảnh thị trường nó đang xấu như vậy. Đấy, cái Bitcoin thì cũng tìm về cái vùng đáy cũ. Đấy. Giá vàng cũng thế luôn. Giá vàng các bạn có thể thấy giảm rất mạnh. Đây là từ năm 2020. Đấy, đầu năm 2020. Đấy, thủng cả cái đáy từ đầu năm 2020 rồi. Đây là tháng 4. Tháng 4 năm 2020 đã từ rất lâu rồi. Đấy, xu hướng chung các loại tài sản đều là điều chỉnh hạ giá xuống. Trước đó thì là cái sự tăng giá của rất nhiều loại tài sản, kể cả những cái sản phẩm như là năng lượng hay là nông sản hay là kim loại thì đều tăng giá. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khác, nó lại là cái xu hướng điều chỉnh và giảm giá. Kể cả thị trường chứng khoán cũng vậy. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có thể nói là vẫn khỏe hơn một chút so với cả cái thị trường chứng khoán Mỹ. Mỹ giảm thủng đáy rồi.
Còn chúng ta thì cũng có thể nói là đang trên đường về gọi là test đáy, nếu mà những người khách quan một chút, còn những người bi quan thì cho rằng là khả năng là thị trường sẽ thủng đáy. Tôi thì cũng hơi bi quan một tí, bởi vì là không phải bởi vì là Mỹ, không phải là bởi vì là hôm trước nó giảm, mà bởi vì là cái xu hướng nó đang điều chỉnh, nó được thể hiện ở trên cái biểu đồ mà tôi đang nhìn thấy. Đấy. Những cái chỉ báo tôi sử dụng, ví dụ như đường Supertrend đấy gãy rồi, tôi đã lưu ý với quý nhà đầu tư, khi mà cái VN Index tôi có một cái nguyên tắc là khi mà cái VN Index này đấy, nó giảm ở dưới cái đường Supertrend này đấy, thì tôi không bao giờ giải ngân quá 50% cổ phiếu đấy. Và đối với cổ phiếu có một cái nguyên tắc rất là đơn giản thôi, để tránh được cái sự downtrend khốc liệt, tránh được những nhịp downtrend lớn, đó là khi mà giá giảm xuống dưới cái đường Supertrend này đấy, thì chúng ta không nắm giữ cổ phiếu đấy nữa. Hay nói cái khác là nếu các bạn đang nắm giữ, nếu mà tôi đang nắm giữ thì tôi sẽ bán, còn nếu mà tôi đang định mua nó giảm xuống dưới này thì tôi sẽ không mua. Đấy. Thực ra có một cái nguyên tắc rất là đơn giản như vậy thôi, chúng ta có thể tránh được những cái nhịp downtrend rất là lớn của thị trường và cả cổ phiếu nữa. Đấy. Rồi giá chưa nói được, đường trung bình 200 ngày thì còn rất xa đúng không ạ? Còn cái đường trung bình 50 ngày thì cũng giảm giá. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là cái đợt phục hồi vừa rồi của thị trường ấy, thì cái thanh khoản nó thấp hơn hẳn so với những nhịp phục hồi trước này, nhịp phục hồi này. Đấy, bọn Mỹ nó còn phục hồi lên đến cái vùng trung bình 200 ngày cơ mà Việt Nam thì còn xa. Đấy, loanh quanh đến mức 1.300 điểm đúng không ạ? 1.200 và bây giờ 1.200, 1.300. Đấy. Và bây giờ thì giá cũng đã nằm dưới cả cái đường Supertrend, cả cái đường trung bình 50 ngày và cả cái đường gọi là EMA 10, một cái đường mà ngắn nhất. Đấy, gọi là cái đường mà chạy theo giá sát nhất mà tôi sử dụng thì nó cũng đang dưới cái đường này. Và khi mà nó thể hiện cái điều này ấy, thì tôi cố gắng là khách quan, tức là khi mà nó đang ở dưới những cái chỉ báo như này, nó cho cái tín hiệu downtrend và giảm giá ấy, thì tôi nhìn nhận rằng ok, bây giờ thị trường nó đang là khó khăn, đang là giảm giá. Đấy, thì cái cơ hội để kiếm được tiền nó sẽ khó hơn. Đấy, chứ tôi không không nhận định rằng là nó sẽ giảm tiếp, giảm thủng 1.200 hoặc là giảm về đáy cũ về 1.160 đấy, hoặc là tin xấu nó ra hết rồi thì chúng ta sẽ có thể mua trong tuần tới. Tôi không nhận định như vậy đấy, mà tôi chỉ nhận định rằng là cái môi trường chung để cái việc mua cổ phiếu nó có lợi nhuận đấy là nó khó khăn. Đấy, cái tỷ lệ chiến thắng, tỷ lệ các bạn có thể kiếm được lợi nhuận nó sẽ khó. Và đối với những nhà đầu tư mà đã thoát ra trước đó rồi xin lỗi, đã thoát ra trước đó rồi, tức là chúng ta đã bán cổ phiếu, đã cắt lỗ rồi, thì đoạn này chúng ta như cái tiêu đề video các bạn theo dõi lúc đầu ấy, chúng ta nên tránh cái việc FOMO. Đấy. Tránh cái tâm lý rằng là chúng ta đã bán được cổ phiếu rồi và bây giờ cổ phiếu nó rẻ hơn thì chúng ta quay trở lại mua lại. Thì tất nhiên là đấy, nếu đấy là cái chiến lược của các bạn, nếu đấy là cái chiến lược của các bạn giao dịch nhé, thì các bạn cứ thực hiện nó đi. Hoặc là các bạn là người đầu tư ở dài hạn, các bạn đang lùng sục, đang chờ những nhịp giảm này để các bạn mua thêm những cái con cổ phiếu nó tiềm năng và nó đang bị thị trường đánh giá thấp đấy, thì đấy là cái việc mà chúng ta cứ tuân theo cái kế hoạch. Còn tôi đang muốn nói rằng nếu mà các bạn theo cái phong cách của tôi ấy, tức là các bạn đang mua những cái con cổ phiếu khỏe, các bạn đang mua con cổ phiếu khỏe nhé, sau đó cái đợt điều chỉnh vừa rồi các bạn, một là các bạn có thể bán chốt lời đấy, hoặc là các bạn phải cắt lỗ đấy, thì bây giờ khi mà giá cổ phiếu nó giảm xuống rồi, giảm xuống thấp hơn cái điểm mà chúng ta đã mua ấy đấy, chúng ta đã bán ấy đấy, và chúng ta sẽ có cái tâm lý là chúng ta muốn mua, chúng ta sẽ muốn mua vào đấy, thì tôi lời khuyên của tôi là các bạn nên tránh cái điều đó đấy. Tránh cái điều đó, đây là một cái sai lầm mà tôi đã mắc khá là nhiều trong những lần trước rồi đấy. Thì có những sự việc mà chúng ta cần phải tránh, có thể tránh được, nhưng có những cái lần mà chúng ta vẫn thử thử nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc thử ấy nó không hiệu quả, thì chúng ta nên tránh hoàn toàn nó đi. Tức là cái việc mà chúng ta đã bán cổ phiếu khỏi, cắt lỗ rồi đấy, và bây giờ nó giảm giá xuống dưới cái việc mà chúng ta, cái giá mà chúng ta bán ấy, thì chúng ta lại muốn mua lại đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ rất muốn là mua lại đấy, chúng ta nên tránh cái tâm lý này, bởi vì là đấy là cái việc mà chúng ta đang làm là hoàn toàn sai so với cái chiến lược là
giao dịch và mua bán cổ phiếu khỏe, giao dịch theo xu hướng. Cái việc mà chúng ta bán cổ phiếu ấy đấy, và nó giảm giá ấy, thì chứng tỏ là chúng ta đã đúng đấy. Và cái việc chúng ta đừng biến cái việc là mua cổ phiếu nó trở thành nó liên quan đến cái việc bán cổ phiếu trước đó, mà bây giờ chúng ta phải hoàn toàn đánh giá lại thị trường, đánh giá lại cổ phiếu đấy. Những cổ phiếu chúng ta bán rồi thì hãy bỏ nó qua đi, bỏ nó đi đấy. Và bây giờ cái việc của chúng ta là đánh giá lại thị trường, đánh giá lại cổ phiếu, xem là nếu thị trường nó tốt thì chúng ta mua, nếu cổ phiếu nó tốt, nó khỏe thì chúng ta mua, chứ còn bỏ hoàn toàn đến cái việc là cổ phiếu nó gọi là rẻ hơn lúc chúng ta bán đi đấy. Trừ khi mà các bạn bán một vì một cái lý do nào đó, ví dụ bán nhầm chẳng hạn, và giá nó vẫn đang ở trong cái tiêu chuẩn, ví dụ vẫn ở trên cái đường trung bình 50 ngày, vẫn ở trong cái đường super trend đấy, thì chúng ta có thể xem xét lại mua lại được. Ví dụ con HAG này chẳng hạn, nó rất khỏe đấy, đúng không ạ? Ví dụ các bạn lỡ tay các bạn bán mất đấy, thì bây giờ các bạn có thể bán được đấy. Ví dụ như các bạn bán con Vietcombank chẳng hạn đấy, ví dụ các bạn bán ở đâu đó ở chỗ này đấy, cũng bán giống như tôi chẳng hạn đấy. Ví dụ như là các bạn mua ở đây bán cắt lỗ giá 80, đúng không ạ? Bây giờ giá 75.9 và đầu thứ hai có thể nó giảm hơn đấy, các bạn lại quay trở lại các bạn mua con này, bởi vì lý do nó giảm ấy, bởi vì là cái lý do là các bạn bán được giá cao hơn và bây giờ các bạn mua lại giá thấp hơn đấy, thì cái đấy tôi nghĩ là sai lầm đấy, và chúng ta nên tránh cái tâm lý này đấy. Cái việc mà chúng ta nên làm đó là quên nó đi, quên tất cả những cái gì diễn ra trong quá khứ đi, và bây giờ chúng ta phải đánh giá lại cái thị trường hiện nay, cái cổ phiếu hiện nay đấy, và tìm những cái cổ phiếu mục tiêu mới, cũng như cổ phiếu mà cái đoạn mà thị trường nó phục hồi tiếp theo đây nó sẽ như thế nào đấy. Còn nếu cái điều đó nó chưa diễn ra thì thôi, thì chúng ta vẫn nằm ngoài thị trường thôi đấy. Còn cái việc mà thị trường nó xấu đấy thì hiện nay nó là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Và cái việc mà và cái tiêu chuẩn của tôi, và theo cái tiêu chuẩn cổ phiếu khỏe của tôi ấy, thì đoạn này thì tất nhiên là sẽ không có cổ phiếu để cho các bạn mua đấy. Nếu mà video mà nói rằng là thị trường xấu lắm, không có gì mua thì không đem lại cái tin tức gì, và nhiều khả năng là các bạn sẽ tắt ngay cái video này đi thôi. Tôi phải cố gắng nói lan man ra một chút, các bạn thông cảm nhé. Một cái điều nữa tôi cũng hay chia sẻ với cả khách hàng và nhà đầu tư, đó là tức là cái hành xử của tôi khi mà thị trường nó giảm nhá, là nếu mà thị trường nó giảm ấy thì tôi kệ nó đấy. Không, tức là với cái việc mua cổ phiếu, không nói đến cái việc mà short trên thị trường phái sinh, chúng ta đang nói về cổ phiếu, mua bán cổ phiếu đấy. Tức là nếu mà thị trường nó giảm thì tôi sẽ mặc kệ nó, mặc kệ cho nó giảm đấy, cho tới khi mà thị trường nó tăng giá trở lại, cái thị trường nó phục hồi trở lại đấy, thì tôi mới xem xét đến cái việc mua cổ phiếu hay không đấy. Chứ còn nếu mà thị trường nó đang giảm nhá, kể cả bạn phát hiện có cổ phiếu khỏe đấy, cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường, cổ phiếu này nó vẫn xanh trong khi các con khác nó đỏ nó sàn đấy, thì tôi cũng không mua. Thường thì tôi sẽ không mua cổ phiếu đấy, mà thường tôi sẽ chờ đến cuối phiên xem thị trường chung nó có phục hồi không đấy, và lúc đấy tôi mới quyết định là mua cổ phiếu. Còn nếu mà một cái con cổ phiếu khỏe, thực sự là một cái con cổ phiếu khỏe mà trong cái thị trường nó rất xấu ấy, thì nó cũng rất khó để có thể tiếp tục mà tăng giá tiến bước được đấy. Những cái người mà nắm giữ những cái con cổ phiếu đấy, người ta sẽ bán theo cái tâm lý chung là sẽ bán cái con cổ phiếu lãi, đúng không ạ? Đấy, để giữ cái con cổ phiếu lỗ. Đây là tâm lý chung nhé, chứ không phải là lời khuyên cho các bạn. Lời khuyên của tôi là phải ngược lại, tức là chúng ta phải bán cái con lỗ trước. Con nào lỗ nhiều thì phải cắt trước. Đấy, con nào lỗ ít thì cắt sau, còn để lại những con lãi. Đấy, thì dần dần chúng ta mới xây dựng được một cái danh mục cổ phiếu khỏe được. Chứ còn nếu mà các bạn cứ bán những con lãi mà giữ lại những con lỗ, thì cuối cùng là các bạn sẽ không còn một đồng nào nữa, và một danh mục toàn bộ là cổ phiếu lỗ hết. Đấy. Và lúc đó thì lại cực kỳ xoay sở, cực kỳ khó, bởi vì lúc này thị trường nó đã giảm giá, giảm sâu rồi. Và lúc đó thì gọi là chúng ta có một mớ bòng bong hỗn độn, và lúc đó thì tiền cũng đã mất rồi, cổ phiếu lỗ thì cũng lỗ nhiều rồi, và lúc đấy thì chúng ta sẽ cực kỳ là khó xử lý. Ok. Nói chung là các dòng cổ phiếu hiện nay đấy, từ banh rồi là trứng rồi là thép đấy, đều hầu hết là đều ở trong cái xu hướng giảm giá downtrend. Rất là ít cổ phiếu mà có thể trụ lại được. Một vài cổ phiếu trụ lại được, ví dụ như là HAG đấy, có câu chuyện riêng, heo ăn chuối. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cũng khó. Mặc dù trong cái tuần trước có lúc mà nó giá đã đang vượt đỉnh rồi. Đấy, rồi là một vài cổ phiếu ở ngành điện đấy vẫn trụ lại được. Nó không tăng giá, nhưng mà nó vẫn không bị điều chỉnh quá sâu trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi đấy, hoặc nó vẫn loanh quanh ở đây thôi.
Và công ty chứng khoán thì nhiều khả năng là năm nay sẽ lợi nhuận nó sẽ không được ok lắm. VND rồi SSI. Thế các bạn chị, nếu mà các bạn muốn tránh những cái điều chỉnh lớn, những điều chỉnh to, tránh những cái lần mà mất cả một cục tiền lớn ấy, thì đấy, các bạn chỉ cần một cái nguyên tắc đơn giản thôi, đó là ví dụ như tôi chẳng hạn, ví dụ như tôi đấy, là khi mà giá tụt xuống cái đường super trend này đấy, thì tôi không giữ cổ phiếu nữa đấy. Khi mà đi chia sẻ với nhà đầu tư, khách hàng hay là đi trên những cái khóa đào tạo ấy, thì cũng chỉ có một cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải làm lòng, đó là giá dưới cái đường super trend này thì không nắm giữ cổ phiếu, thế thôi. Tức là trong cái đoạn nhiều khả năng là trong tuần tới chúng ta sẽ chưa thể mua được cổ phiếu nào cả đấy, bởi vì thị trường nó vẫn chưa có cái xu hướng là phục hồi. Cổ phiếu hiện nay nó cũng đang cắm đầu như thế này, đang cắm đầu đi xuống, và tôi đang đợi nó vòng lên thì tôi mới bắt đầu mua đấy, chứ còn tôi cũng không đợi, không không cố gắng là bắt được cái đúng đúng cái đáy và để cho nó tăng giá. Có một cái câu chia sẻ của một cái người anh của tôi, đó là những cái người mà mua đúng đáy thường thì không nắm giữ được cổ phiếu, mà những người mua qua khi mà thị trường qua đáy rồi thì lại có thể nắm giữ được cổ phiếu, và trong những có thể nắm giữ được nó và cho cái lợi nhuận rất là lớn sau đó. Đấy, những người mà bắt trúng đáy ấy, thường là mang cái tâm lý đánh bạc nhiều hơn, và khi mà đánh bạc như vậy thì khi mà thị trường nó phục hồi một đoạn rồi thì họ đã vội vàng chốt lãi, trong khi những người mà người ta kiên nhẫn, người ta chờ đợi khi mà thị trường chạm đáy và phục hồi trở lại đấy, người ta mới chọn những cổ phiếu và họ người ta mua đấy, thì họ có thể nắm giữ được những con cổ phiếu đấy một cách dài hạn và đem đến những cái lợi nhuận lớn. Tất nhiên là để nắm giữ được những cái điều đó thì một là các bạn phải hiểu biết về thị trường, hai là các bạn phải có những cái nguyên tắc để không bán đi những cái con cổ phiếu qua những cái nhịp điều chỉnh hay là những cái nhịp rung lắc của giá cổ phiếu và thị trường. Trong cái tuần này thì chúng ta sẽ không nói với nhau về cổ phiếu khỏe nữa. Nói với nhau về cổ phiếu khỏe làm gì khi giờ chúng ta đang ở trong một cái thị trường xấu, đúng không ạ? Một trong một cái thị trường xấu thì chúng ta không cần phải nói với nhau rằng cái con là cổ phiếu này nó khỏe hơn cổ phiếu kia. Đấy, con này giảm 2% và con kia giảm 5%. Đấy, nhưng mà nó vẫn là giảm mà. Nếu nó vẫn là giảm thì chúng ta không cần phải nói với nhau nữa. Đấy, cổ phiếu khỏe đối với tôi là cổ phiếu phải tăng giá đã, phải có xu hướng đi lên. Đấy, thì chúng ta mới tìm cái điểm mua, chứ còn nếu mà nó giảm ít hơn đấy thì chúng ta cũng không nên mua, thực sự là như vậy. Đấy, cái con này nó hai con downtrend, giống như là các bạn có chơi đánh bài, các bạn chơi phỏng không đấy, giống như là cái ông cháy trước với cái ông cháy sau ấy đấy, thì cũng không khác gì nhau cả đấy. Và cái hai cái ông đấy thì chúng ta không nên đầu tư đấy. Chỉ có khi nào mà hai người cùng thắng liên tục ấy, thì chúng ta lúc đấy phải lựa chọn xem là cái thằng nào mà thắng tốt hơn đấy, và chúng ta đầu tư tiền vào đấy. Kể cả là các bạn có đầu tư vào sai cái thằng, không phải là cái thằng tốt nhất, cái thằng thứ hai đi chẳng hạn đấy, thì cái nguy cơ, cái khả năng bạn mất tiền nó cũng sẽ ít hơn đấy. Còn bây giờ cái hai thằng cùng dở thì chúng ta đầu tư tiền vào làm gì? Ok, thế là tuần này chúng ta thống nhất với nhau là không nói về những cái cổ phiếu cụ thể nhá, tại vì là nhiều khả năng là tuần tới chúng tôi cũng sẽ không mua cổ phiếu nào đâu. Còn về những cái khác thì chúng ta cũng phân nói qua một chút, ví dụ như là lịch sự kiện chẳng hạn, xem là tuần tới có vài thằng kiểu gì, chả có ông chả cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt này, tuần nào tôi cũng thấy. Đấy, đây là DTD này, ngày 27/9 đến tỷ lệ 51. Đây là HD Bank này, tỷ lệ cổ phiếu 125. Đấy, VP Bank này, đấy, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 21. Sợ nhất là mấy cái ông phát hành trong cái đợt này, đây này, thực hiện quyền mua này. Đấy, khi mà thị trường mà nó xấu như thế này lại còn phải nộp thêm tiền vào thị trường nữa. Nói về cái việc mà KHW này. Đấy, còn lại những cái thằng chả có tức bằng tiền này thì không không quan trọng lắm. Nói đến cái việc nộp tiền khi mà thị trường xấu thì tôi lại nhớ đến cái video mà tôi đã làm
chắc khoảng 2 tháng trước, đó là cái thời điểm phù hợp để tham gia cái thị trường đấy. Thì tôi cho rằng các bạn là thị trường khi mà tạo đáy phục hồi như thế này là cái thời điểm phù hợp để tham gia thị trường. Trong đó có một cái lý do là đặc biệt là với người mới, thời điểm để tham gia thị trường với những người mới, trong đó có một cái lý do đó là đấy, nếu mà chúng ta thua ấy, và chúng ta thua liên tục ấy, thì cái khả năng để chúng ta gọi là tiếp tục dồn tiền vào, tiếp tục đẩy tiền vào, chúng ta vay thêm, chúng ta margin vào đấy, nó là cực kỳ thấp, đúng không ạ? Trừ khi là các bạn là trước đấy là các bạn thắng ở trên thị trường này rồi, các bạn cố gỡ gạc đấy, thì nó mới dẫn đến cái việc là chúng ta gọi là đẩy thêm tiền vào mua margin, rồi là vay ngoài, rồi là vay kho để tiếp tục mua thêm cổ phiếu đấy. Còn nếu mà các bạn vào cái các bạn bị đau luôn, vào cái các bạn đấm luôn, bị đỡ thị trường nó đấm cho mấy cái luôn đấy, thì các bạn sẽ không gọi là tiếp tục nhảy vào để cho nó đấm nữa đấy. Thì đấy cũng là một lý do mà tôi cho rằng cái giai đoạn mà thị trường tạo đáy đi lên là cái giai đoạn mà phù hợp với cái những nhà đầu tư mới, chứ không phải là cái giai đoạn mà thị trường vẫn đang giá vun vút này. Các bạn tham gia vào cái giai đoạn vun vút như này đấy, thì các bạn dễ bị, thực sự là dễ bị ảo tưởng, chính xác là dễ bị ảo tưởng rằng cái khả năng kiếm tiền của mình trên thị trường chứng khoán là nó là vô đối đấy, và thị trường là cái chỗ mà dễ dàng kiếm tiền, dẫn đến khi mà thị trường downtrend như hiện nay thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, lại cả vốn lẫn thuyền. Ok, video hôm nay thì chia sẻ về như vậy thôi, hy vọng là chúng ta đừng có FOMO đấy. Chúng ta đã gọi là trước đó chúng ta đã sáng suốt hành động đúng rồi, thì đoạn này đừng có thấy giá thấp mà lao vào đấy. Nhưng giá thấp là nếu mà các bạn đang lựa chọn cái phương pháp là giao dịch như của tôi nhé, giao dịch theo xu hướng và mua cổ phiếu khỏe nhé, chứ không phải là theo cái kiểu đầu tư cổ phiếu dài hạn đấy. Đầu tư cổ phiếu dài hạn thì tôi cũng khuyên các bạn rằng là các bạn phải tự mình bỏ chất xám và bỏ công sức, bỏ thời gian ra để nghiên cứu về cái doanh nghiệp đấy, đấy, xem cái doanh nghiệp đấy nó đang hoạt động như thế nào đấy, và giá hiện nay nó còn phải là đắt hay là rẻ đấy, và cái khả năng phục hồi của nó trong cái thời gian tới đây là cao hay thấp, và liệu rằng bao nhiêu lâu nữa thì nó có thể phục hồi như vậy đấy. Chứ còn đừng có nghe bất kỳ một cái thông tin nào, bất kỳ một cái ông nào đang nói linh tinh trên YouTube, đừng có nghe ông VN uptrend hay người VN downtrend gì cả đấy. Bởi vì ấy, nếu các bạn nghe như vậy thì khi mà cái thị trường nó rung lắc và giá cổ phiếu nó giảm xuống ấy, các bạn sẽ cực kỳ là mệt mỏi, và có thể lúc đấy các bạn sẽ không chủ động được, bởi vì các bạn không có niềm tin, các bạn chỉ tin cái ông kia thôi đấy, mà có thể cái thằng đấy lúc đấy nó không thấy nó nói gì cả đấy, có thể livestream nó không thể nói gì cả, lên video nó cũng đâu có nhắc đến cổ phiếu mà mấy tháng trước nó khuyến nghị đâu đấy, lúc đấy các bạn sẽ mất, thực sự là mất phương hướng, và có thể các bạn sẽ cắt lỗ đúng đáy, mặc dù có thể là các bạn đã mua được cổ phiếu, đúng cổ phiếu rồi đấy, nhưng mà cái chiến lược nó chưa phù hợp. Lời khuyên của tôi là bạn phải tự mình bỏ thời gian, bỏ công sức ra, các bạn phải tin, các bạn phải hiểu đấy, rất là tin vào doanh nghiệp ấy. Đấy, thì các bạn hãy quyết định rằng sử dụng đến cái chiến lược gọi là đầu tư dài hạn, nó đầu tư vào giá trị của doanh nghiệp đấy. Còn nếu không thì chúng ta đừng gọi là ngụy biện cho cái việc là chúng ta mua cổ phiếu lỗ thì chúng ta trở thành nhà đầu tư dài hạn nữa đấy. Nếu các bạn vẫn tiếp tục ngụy biện như vậy thì nhiều khả năng là các bạn vẫn còn tiếp tục thua lỗ trên thị trường đấy, không phải là ngắn hạn đâu mà là dài hạn đấy. Tức là có thể những nhịp tăng thì các bạn có thể ăn được, nhưng mà nếu giảm các bạn lại tiếp tục mất tiền. Cái vòng luẩn quẩn đấy nó có thể kéo dài rất là nhiều năm và gây đau khổ cho chúng ta nữa đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video này. Hy vọng rằng là tuần tới tôi sẽ sai đấy, tức là tôi sẽ vẫn có thể mua cổ phiếu, hay nói cách khác là thị trường nó sẽ có những nhịp phục hồi lớn đáng chú ý và buộc tôi phải mua cổ phiếu. Còn nếu mà không thì hy vọng là các bạn cũng tránh cái việc FOMO và mua bán cổ phiếu liên tục, cũng như là rèn luyện cho cái kỹ năng cắt lỗ, cũng như là mua cổ phiếu nó trở nên dứt khoát thôi. Đấy, video này hôm nay thì có lẽ là nói hơi lan man một chút đấy, nhưng đúc lại thì cũng vài ý và lời khuyên như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi video. Chúc các bạn giao dịch hiệu quả và thành công. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quên mất một việc quan trọng, đó là một phút dành cho quảng cáo. Các bạn có thể tranh thủ những cái giai đoạn này, đừng cố gắng là lao vào thị trường kiếm tiền nữa, mà hãy đầu tư những kiến thức cho mình. Đấy, các bạn có thể theo những cái khóa học của tôi ở trên vnuptrend.com.
Đấy, thực sự là trong những cái giai đoạn này tôi mới thấy khách hàng và học viên của tôi phản ánh lại là cái những cái khóa học và những cái điều học được ở trong cái khóa học này nó có giá trị. Đấy. Còn khi mà thị trường nó tăng giá ấy, nó uptrend ấy, thì cái việc mà kiếm được tiền ấy, người ta không đánh giá cao những cái kiến thức mà trước đó đã từng gọi là trải nghiệm được. Đấy, và bây giờ thì nhiều nhà đầu tư, nhiều khách hàng của tôi vẫn quay trở lại để xem lại những cái khóa học này. Đấy, các bạn có thể ở đây các bạn có thể tìm được là khi nào thì nên mua cổ phiếu, khi nào thì nên tránh mua cổ phiếu, khi nào thì nên mua ít, khi nào thì nên mua nhiều. Đấy, và khi nào thì nên cắt lỗ cổ phiếu theo cái kiểu nếu mà theo cái hướng mà cổ phiếu khỏe. Đấy, cổ phiếu khỏe là như thế nào? Đấy, rất nhiều cái câu hỏi mà trong những cái khóa, kể cả những cái khóa cơ bản này thôi, các bạn cũng có thể học được. Đây, ở đây có cái phần nội dung mà các bạn có thể cần phải tham khảo trước khi đặt xuống tiền để mua cái khóa học này. Nhưng mà tôi tin rằng cái lượng cái chi phí để các bạn bỏ ra để trang bị cho mình cái kiến thức này nó sẽ ít hơn rất nhiều là cái số tiền mà các bạn tự mày mò và tự lỗ, tự mất ở trên cái thị trường chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn học vui và giao dịch tốt.